Xin chào các bác, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đồng Hồ Văn Duy. Hôm nay thì em Duy đang có ở trên đây là một chiếc Orange Sun & Moon Gen 3, hàng new full box của sổ thẻ mà em Duy mới về được trong ngày hôm qua. Đó. Em này thì sẽ có thiết kế là hộp thiếc các bác nhé. Và ở bên trên thì sẽ có logo của hãng và logo hai chú sư tử này. Tổng quan hộp thì rất là đẹp. Đó, hộp của em nó đây. Phiên bản Orange Sun & Moon Gen 3. Đó, đầy đủ full box, hàng new full box hộp sổ thẻ. Và em Duy thì chuyên order hàng Nhật. Đó, hàng Nhật, đặc biệt là những cái mẫu của Orange và Seiko cũng như là Citizen thì bên em về được khá là nhiều những cái mẫu này. Thế nhưng mà hôm nay thì chiếc Orange Gen 3 này, Sun & Moon Gen 3 này thì em về được chỉ có một chiếc thôi. Đó, giá nó không có quá nhiều đâu. Và mã của em này các bác có thể tra là RA-AK0008S10B. Đó, đầy đủ số serial number của chiếc này luôn. Đó. Phiên bản này thì thiết kế rất là đẹp này, mang phong cách thiên hướng cổ điển. Đó. Cổ điển lịch sự. Các bác các chú thì đa số là thích những cái phong cách cổ điển lịch sự như thế này thì thật sự là đeo trên tay rất là tuyệt vời với chiếc này rồi. Đó. Chiếc này thì em cũng sẽ đo size mặt cho các bác luôn. Đó. Các bác có thể xem cái phần mặt dial của em nó các bác nhé. Mặt dial của em này là thiết kế size mặt là 42.5. Đó. Độ dày là 14.5 và phần lắc tu lắc của chiếc này nó rơi vào là 49.4. Đó. Size mặt khá là to các bác ạ. Và khi mà lên tay thì các bác cổ tay khoảng độ tầm 16 trên 16 là bắt đầu có thể đeo được chiếc này thoải mái rồi. Và em Duy sẽ lên tay thử với chiếc này, cổ tay của em Duy 16. Thật sự là cổ tay của em Duy 16 thì đeo nó vẫn chưa được gọi là khớp hoàn toàn đâu. Nó vẫn cổ tay nó vẫn còn hơi bé so với cái chiếc đồng hồ này. Đó, cái phần càng nó bị rôi ra một chút này. Đó, thì anh em cân nhắc vào cổ tay khoảng độ tầm 16 đổ lên là đeo ok rồi. Nhưng mà cổ tay những anh em khoảng độ tầm dưới 16 thì đeo nó không được ok cho lắm. Bởi vì là cái phần càng thiết kế khá là dài, nó sẽ bị rôi ra ở bên ngoài. Đó, anh em cân nhắc vào cổ tay khoảng độ tầm 16 cho tới 17, 18 nữa. Đeo rất là tuyệt vời với chiếc này rồi. Em này thì chúng ta sẽ có thiết kế mặt dial trắng. Đó, với thiết kế vân hai nòng. Ở bên trong chúng ta sẽ có thiết kế vân guliche, tạo cái độ nổi 3D cũng như là về cái thiết kế nó sẽ đẹp hơn. Góc 2 giờ chúng ta sẽ có logo của Orange hay chú sư tử, cùng với đó là thiết kế mái cơ automatic này. Ở góc hướng 5 giờ sẽ có ô cửa sổ Sun & Moon. Và góc 8 giờ sẽ là ô nghịch ngày. Đó. Ô nghịch ngày xin lỗi mọi người. Và góc 10 giờ chúng ta sẽ có đó là ô nghịch thứ bằng tiếng Anh. Đó, thiết kế tổng quan của chiếc này thì chúng ta sẽ có ở đây là 12 bộ cọc số được thiết kế cọc số La Mã, mang thiên hướng cổ điển. Đó. Kim thì sẽ được thiết kế đó là kim ná niễu với phần kim dây, thiết kế kim mắt ngỗng rất là đẹp. Đó. Chiếc này thì bên em Duy là về được một chiếc. Đó, về được một chiếc, nó không hàng không quá là nhiều. Và nhắc ra chỉnh một nấc thì chúng ta sẽ có đó là chỉnh nịch ngài các bác nhé. Nịch thứ bằng tiếng Anh đấy ạ. Đó. Và vặn ngược lại thì chúng ta sẽ có chỉnh lịch ngài này ở góc hướng 8 giờ đấy ạ. Và nhấc nút thứ hai thì chúng ta sẽ có thiết kế sẽ có nút chỉnh của kim giờ và kim phút, và ô cửa sổ Sun & Moon sẽ đi theo chúng ta luôn, báo hiệu giờ ngày và đêm rất là ok và rất là tiện luôn này. Chiếc này thì chúng ta sẽ có thiết kế đó là kính sapphire crystal, kính sapphire nguyên khối chống xước tuyệt đối cho các bác thoải mái khi trong quá trình sử dụng, không sợ bị cháy xước. Thiết kế vòng benzen được đánh bóng trên cái chất liệu thép không gỉ 316L, tạo cái độ bắt sáng cũng là cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ chúng ta. Ở góc hướng 3 giờ chúng ta sẽ có núm chỉnh của Orange. Thiết kế hình thiết kế răng cưa, tạo cái độ ma sát cho sản phẩm khi mà chúng ta chỉnh giờ. Tiếp theo này em Duy sẽ tư vấn cho các bác về cái mặt đáy đi. Mặt đáy thì chúng ta sẽ có thiết kế mặt đáy hở toàn bộ cơ của chiếc này. Mặt đáy hở cơ và sẽ có còn nguyên siêu các bác nhé. Em này thì sẽ có các cái thông số ở phần viền như là Japan Moment, chiếc này thì sẽ là bản Nhật quốc tế. Máy là F6B2. Đó, Quarter Cistern chống nước 53 tương đương với 50 mét nước, Stainless Steel thân thiết không gỉ này. Với phần búa rạp vang hai chiều của Orange, có logo của Orange và cỗ máy F6B2 này, B24. Và bên cạnh là chữ Japan này. Chúng ta sẽ có thể nhìn được toàn bộ cái cỗ máy của em nó ở cái phần mặt đáy này. Với cỗ máy F6B2 thì chúng ta sẽ có 22 chân kính và 21.600 tần số dao động và check cost tối đa 40 giờ trong thời gian chúng ta không sử dụng này.
Trước này chúng ta sẽ có thiết kế đó là phần dây da dập vân cá sấu chính hãng luôn của Oren, thiết kế màu đen, và mặt nâu chúng ta sẽ có thiết kế màu nâu kem mặt sau đấy ạ. Thiết kế mặt màu nâu kem, dây vẫn còn nguyên siêu các bác nhé, chưa từng đóng ra, chưa từng từng đeo qua luôn các bác ạ, sẽ còn nguyên siêu cả mặt đáy luôn. Và khóa chúng ta sẽ có thiết kế đó là khóa bướm chống gãy dây, bên trên sẽ có logo của Oren. Chiếc này thì bên em Duy đang chào bán mức giá là chỉ có 6 triệu 200 nghìn thôi cho một chiếc Oren Sunny Moon Gen 3, và các bác có thể tra em này ở trên tất cả bên nào đó, mọi bên thì với mức giá của hãng thì nó rơi vào khoảng độ là 12 đến 13 triệu cho một chiếc Oren Sunny Moon Gen 3 bản quốc tế như thế này, thật sự khá là cao. Nhưng mà mức giá của em Duy hôm nay gửi tới cho các bác là một mức giá ok hơn, chỉ có 6 triệu 200 nghìn thôi. Đó, thiết kế mang phong cách cổ điển phù hợp với các bác các chú hoặc là anh em thích sự giản dị, cổ điển, hoài niệm thì đeo trên tay chiếc này rất là tuyệt vời. Đó. Em Duy sẽ các bác có thể liên hệ qua cho em Duy qua hotline 0347 808 219. Em Duy sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác với mẫu này Orange Sun and Moon Gen 3 rất là đẹp. Đó. Các bác thấy video hay cho em Duy xin một đợt like và một đợt đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là em Duy ra thêm những cái video mới nhất về những chiếc đồng hồ ở bên em Duy. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.